hello chào các bạn mình vừa mua được mấy cái món đồ trên shopee khá là thú vị vì vậy là mình làm cái video này để chia sẻ với các bạn mấy cái món đồ này đây là mấy cái cáp thôi các bạn Và đầu tiên mình nói về hai cáp này trước đi nhé hai cáp này thì là những cái cáp giúp chúng ta có thể kết nối tới những cái cục sạc hỗ trợ power delivery để chuyển đổi nó sang thành những cái, cái chân cái chân tròn tròn dc các bạn có thể cắm vào các cái thiết bị mà nó hỗ trợ cái chân này ví dụ như là cắm vào những cái modem này Hoặc là những cái laptop các thứ ấy Đấy, Nó sử dụng cái chân này Và cái điểm hay của nó đó là nó sẽ kích hoạt cái profile uh, điện nó phù hợp với các cái thiết bị của chúng ta nhé Ví dụ như cái cục này, à, cái, ví dụ cái đoạn này ấy, thì nó sẽ hỗ trợ xuất ra 12V các bạn Tức là chúng ta chỉ cần cắm vào bất kỳ một cái cục sạc hỗ trợ power DVD nào ấy, thì nó sẽ ra được cái đầu này là 12V đó. Còn cái còn cái đoạn cáp này, cái dây cáp này thì nó sẽ đa năng hơn một tí Đây, đây. cái cáp này thì nó đã đa năng hơn các bạn. Cáp này thì uh, nó hỗ trợ các bạn có thể chuyển đổi được các cái profile. À, đây để mình sẽ cắm vào. Ví dụ ở đây mình có một cái cục sạc uh, dự phòng hỗ trợ power delivery nhé, mình sẽ cắm vào. Thì nó sẽ uh, hỗ trợ các bạn support các bạn uh, chuyển các cái profile. Ví dụ ở đây 12V đúng không? mình chuyển sang 15V này đấy, trên này nó cũng kích hoạt 15V thì khi 15V ấy, thì cái đầu này sẽ ra 15V này đấy, 20V này chuyển 20V thì đầu này nó cũng sẽ ra 20V này đó đấy, 15V này 12 9V đấy, 5V đó thì các bạn cái cáp này thì nó ra đa năng hơn nó có thể chuyển đổi được uh, các cái uh, hiệu điện thế mà các bạn mong muốn ở đây nó có mấy cái hiệu điện thế 5V này 9V này 12V này và 20V đó thì chúng ta có thể chuyển đổi các mức điện áp nó ra cho nó phù hợp với cái thiết bị của các bạn còn cái sợi này mình mua thì nó fix luôn nó fix luôn ở 12V có nghĩa là cứ cắm cái này vào thì nó sẽ ra được 12V các bạn Đấy, các bạn nhìn thấy đồng hồ ở trên cục sạc nó báo 12V đó thì các bạn có thể sử dụng cái những cái sợi cáp này để các bạn cấp nguồn cho những cái modem hoặc là những cái laptop các bạn ấy hoặc là bất kỳ một cái thiết bị gì sử dụng một cái à, hiệu điện thế mà à, nó từ 5V cho tới 20V các bạn à, mua theo cái thiết bị của bạn. Còn nếu mà các bạn muốn à, sử dụng đa năng thì các bạn chơi cái cáp này. Cái cáp đa năng này thì mình mua 38 000 còn cái à, cái loại fix này thì nó là 25 000 Và mình đã test thử rồi thì nó à, cái công suất của cái cáp này nó chịu tải ấy, thì khá là lớn đấy các bạn. Mình đã cắm vào những thiết bị mà tầm 2 30W thì nó vẫn chạy ok. À, mình nghĩ là cái con chip ở bên trong này nó chỉ sử dụng để kích hoạt cái profile điện cho nó phù hợp thôi. Tức là nó sẽ giúp kích hoạt ra cái dòng điện 5V, 9V, 12V hoặc là 20V. À, chứ nó không có tác dụng nó 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 không uh, uh, xử lý cái dòng điện. Vì vậy là cái cái điện thế nó đi thì nó vẫn đi từ cái cục sạc của chúng ta tới cái đầu này thôi nên là khi sử dụng mình không thấy nó nóng gì cả. Sờ vào những cái vị trí chip này nó cũng không thấy nóng và nó chịu tải khá là tốt. Đấy. À, nếu mà cái cục sạc của các bạn nó hỗ trợ bao nhiêu W thì mình nghĩ là cái sợi dây cáp này nó cũng sẽ chịu được từng đấy thôi. Chủ yếu là nó để xử lý cái cái profile thôi. đó. Thì ở đây mình sẽ demo cho các bạn một cái thiết bị gì để mình cắm vào đi. Ví dụ như đây mình có một cái chạm hàn này, cái chạm hàn đây thì nó sử dụng điện 24V các bạn Cái công suất của cái chạm hàn này cũng khá lớn đấy Mấy chục Watt đấy Sử dụng điện 24V nhưng mà mình cứ thử kích hoạt cái profile 12V xem được không nhé À 20V xem được không nhé Bởi vì 24V nhưng mà nó vẫn dùng được Cái dòng điện thấp hơn đấy Vẫn được ấy. Tại vì mình đang sử dụng với cái adapter 19V vẫn ok Đấy nhá mình đang kích hoạt cái uh, Cái cáp này ở chế độ 20V mình sẽ thử cắm vào nhé Và mình sẽ đo ở trên cái cục sạc của mình xem là nó sẽ chạy bao nhiêu watt đấy các bạn nhìn thấy này, nó bắt đầu chạy rồi này đấy sau mình mình on lên cái nó là chạy kích hoạt các bạn nhìn thấy ở trên này là nó đang xuất ra là 19,9V và 2,5A tối đa là 2,5A 2,5A thì có nghĩa là đồng nghĩa với là tầm 50W các bạn đấy 50W đấy. đó nó nóng rồi này đó chạy đến 400 độ rồi đó thì có nghĩa là rất là ok đúng không đấy, sau khi đủ nhiệt độ thì nó sẽ giảm xuống ấy và mình sờ vào đây thì chả thấy nóng gì cả đấy, chỉ uh, hơi ấm ấm cũng không, không ấm ấm luôn ấy thấy được bình thường ấy thì mình đoán là cái chip bên trong này nó chỉ uh, chuyển đổi cái profile thôi còn cái uh, xử lý dòng điện ấy là nó vẫn do cái dây này thôi đấy, không thấy nó À, có tăng nhiệt độ gì ở đây cả và đầu mở hàn thì nóng lắm rồi 410 độ rồi mình thử tăng nhiệt độ lên tí nữa nhé để cho nó kích hoạt để mình tăng 500 độ đó à, nhưng mà cái này nó ra nhiệt khá là nhanh nên là nó chỉ kích hoạt nên à, à, có một tí thôi à, nhưng mà như thế là khá ok nhé đó đó là ở chế độ à, ở 12V à, 20V đó bây giờ mình sẽ thử cái cáp fix này đi, cái cáp fix 12V này của mình cho một thiết bị khác xem nào. Tắt này đi ạ à. Rút nó ra. Rồi. Đây, ví dụ mình sẽ thử cấp nguồn cho cái con lát này đi. Con này thì con lát này hôm trước có một bạn gửi cho mình. Con lát này nó khá cổ rồi mình sẽ thử cắm mà các bạn nhìn lên lên nó sẽ lên 12V này đó 12V bây giờ mình thử cấp cấp nguồn vào đây nhé à, chạy rồi các à, bạn nghe tiếng chạy không đèn nháy bây giờ này. À, đèn nháy này, này cái đèn này hơi mờ nhỉ hơi khó nhìn nhưng mà đại loại là chạy rồi các bạn đấy nghe quạt đấy đây đèn này chạy rồi à, ok 12 V và 0.7 A, tức là nó ăn mà tầm 10 W. cáp này thì ok. Cái cáp 12 V này chúng ta sẽ dùng nhiều uh, sẽ sử dụng nhiều này. Bởi vì uh, có rất là nhiều các cái thiết bị ở trong nhà các bạn sử dụng cái điện 12 V. Ví dụ như uh, những cái um, modem, cái router Wifi hoặc gì đấy thì các bạn có thể sử dụng nó uh, với cáp này. Đó. thì mình nghĩ là với cái giá tiền rẻ rẻ như này anh em mua mấy con cáp này về à, để trong nhà được nếu mà anh em có các bạn có những cái cái sạc hỗ trợ power delivery ấy, thì các bạn mua mấy cái cáp này khá là hữu ích dùng được khá là nhiều việc ví dụ như mình mua những cái cáp này để khi nào mà mình sử dụng với cái cảm chạm hàn mình ấy. mình mang ra những cái vị trí nào mà mình không thể mang dây điện tới được ấy thì mình sẽ mang theo cái cục sạc dự phòng này của mình và mình cấp điện để mình cho cái chạm hàn đấy mình hàn rồi là cái những cái thiết bị mà sử dụng điện 12V mình À, thỉnh thoảng mình phải di chuyển mang đi đâu mà mình không uh, mang được dây điện đi theo mình sẽ cầm theo cái cục sạc dự phòng này thôi mình cấp vào cái là xong đó đó là hai cáp đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn à, mà mình vừa mua à, và à, đây là một cái cáp tiếp theo là mình vừa mua đây là một cái cái cáp chuyển đổi ấy, à, từ đầu UVC à, đầu đực sang cái đầu cái ấy, để giúp à, cho cái việc lối dài những cái cáp USB uh, uh, cái cáp này thì uh, mình mua khá rẻ có 80 000 thôi và mình test rồi dùng rất là ngon, tức là nó hỗ trợ cái uh, tốc độ lên tới 10 gigabit và cái uh, cái sạc tối đa khi mà chúng ta dùng cái cáp này để sạc tối đa được 100W các bạn. Rất là ngon nhé. Và mình khá bất ngờ về cái giá của nó. Nó chỉ có 78 000 thôi, mình không hiểu tại sao. Và dây rất to, dây dù bọc dù ở ngoài rất xịn Mình đã test thử rồi, dùng rất là ngon Mình mua cái này để mình nối thêm vào đây này các bạn ạ à. Do cái cáp 12V của mình nó nó ngắn Mình mua cái này để mình nối thêm vào đây Và để mình dùng cho một cái thiết bị của mình Mình có một thiết bị 12V Để quay phim Thỉnh thoảng mình đi ra những cái vị trí mà Nó cái ổ điện xa quá Thì mình muốn sử dụng cùng với cái cục sạc dự phòng Mình cắm vào phát là có thiết bị cấp 12V luôn Ngon luôn Đấy. thì cái sợi cáp này rất là ngon và giá khá là rẻ. ngoài cái việc là dùng để sạc ra thì các bạn có thể mua để các bạn nối dài những cái dây usb c của bạn để bạn truyền dữ liệu được bởi vì cái cáp này nó truyền dữ liệu được 10 gigabit, thì khá ngon. đó đó là ba cái cáp mà mình vừa mới mua được và mình thấy nó khá hữu ích nên là mình muốn quay lại cho các bạn xem. cái link mua mấy cái sợi cáp này thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả video cho các bạn nào mà quan tâm có thể kích vào đấy để mua à, video này đến đây là kết thúc chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé